Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Hơi hôm nay Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video Ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 24 tháng 12 năm 2021 Quý vị và các bạn thân mến theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay đã tăng trở lại ở một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh ở thị trường miền Bắc như là Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình. Mức tăng không cao, chỉ dao động khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng cho rằng nhu cầu tiêu thụ thịt heo từ nay đến cuối năm sẽ được phục hồi theo chế độ mở cửa của nền kinh tế. Giá thịt heo theo cơ chế thị trường có tăng có giảm nhưng nhìn chung vào cuối năm sẽ tăng do nhu cầu cao vào dịp Noel và Tết Nguyên đán. Đặc biệt theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc phổ biến do quanh 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng trong ngày hôm nay, mức giá 50.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện trở lại ở một số địa phương như huyện Văn Giang, Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Ngay như một số tỉnh như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Giá heo hơi có mức 50.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện cục bộ ở một số khu vực thuộc các tỉnh này. Đối với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong ngày hôm nay đang giữ nguyên giao động 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên, Bắc Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trong khi đó Phú Thọ, Tuyên Quang hay là đối với tỉnh Vĩnh Phúc thấp hơn một giá so với các địa phương này. Các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc trong ngày hôm nay giá hơi vẫn đang giữ được mức 50.000 đồng trên 1 kg trở lên. Ngay như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay, nhiều huyện cũng đã xuất hiện mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn đang giữ mức giá ổn định, như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn đang phổ biến mức giá giao quanh 47 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ có mức giá cao hơn từ 1 cho đến 2 giá. Có những địa phương dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng, đặc biệt là Quảng Nam và Đà Nẵng. Giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam trong ngày hôm nay không ghi nhận mức giá giảm thêm và đáng chú ý, khu vực huyện Long Thành, Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh khác ở khu vực miền Đông Nam Bộ giao quanh mức giá 50.000 đồng trong khi đó, đối với thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, mức giá giao quanh 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg đã phổ biến nhiều hơn. Theo nhận định của Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi các địa phương nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, các nhà máy chế biến hoạt động bình thường, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt khá lớn nên giá lợn hơi được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Và cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc như Hà Nội, giao động mức giá 47 cho đến 49 000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu đan phượng ba vì của thành phố Hà Nội cao nhất đạt 49 000 đồng. Hải Dương cũng dao động trong khoảng 47 cho đến 49 000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có tăng nhẹ 1 000 đồng ở một số địa phương lên mức 48 cho đến 50 000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 46 cho đến 48 000 đồng Vĩnh Phúc giao động mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Nhộ chăn nuôi báo giá khu vực sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc đang duy trì mức giá này. Bắc Ninh phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Nam Định, Ninh Bình giao động mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Thái Bình giao động mức giá 48.000 đồng ngay như Hà Nam trong ngày hôm nay cũng có mức giá dao động 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc như Bắc Giang phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Cao Bằng và Hà Giang trong ngày hôm nay có mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Lào Cai 49.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Quảng Ninh 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá cao ở tỉnh Quảng Ninh theo ghi nhận trong ngày hôm nay đó là huyện Đầm Hà có mức giá 50.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang dao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Bắc Cạn 46 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng giao động trong khoảng 47 cho đến 49.000 đồng. Phú Thọ có mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá cao. Sơn La phổ biến mức giá 48 cho đến 52.000 đồng. Điện Biên và Lai Châu 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hòa Bình phổ biến mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Tân Lạc Lạc thủy của tỉnh Hòa Bình đang duy trì mức giá này. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay không ghi nhận sự biến động. Thanh Hóa dao động mức giá 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Nghệ An 47 cho đến 51.000 đồng. Hà Tĩnh theo ghi nhận ở huyện Hương Sơn trong ngày hôm nay có mức giá dao quanh 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 47.000 đồng, Quảng Trị 48.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 46 cho đến 47.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi giao động mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Bình Định 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng có mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận giao động trong khoảng 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi ở thời điểm hiện tại chỉ dao quanh mức giá trên dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương, các doanh nghiệp xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng thịt lợn ở trong nước nhằm chia sẻ những khó khăn đối với người chăn nuôi. Đồng thời tăng cường quản lý giá sản phẩm đầu vào để phục vụ ngành chăn nuôi như là thức ăn chăn nuôi hay là thuốc thú y đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Lâm Đồng và Đắk Nông trong ngày hôm nay duy trì mức giá 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk 47 cho đến 49.000 đồng. Con Tum dao động mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai trong ngày hôm nay cũng dao động trên dưới 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi báo giá Phục an khê của tỉnh Gia Lai có mức giá khá cao 50.000 đồng Thị trường phía Nam trong ngày hôm nay không ghi nhận sự biến động nhiều. Tuy nhiên đối với tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc xuân lộc của tỉnh Đồng Nai heo đẹp lên đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác mặt bằng chỉ dao động trong khoảng 48 cho đến 50.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Vũng Tàu cũng tương tự như vậy, có mức giá 49 cho đến 51.000 đồng nhiều hộ chăn nuôi báo giá cao ở và địa vũng Tàu như khu vực Châu Đức của tỉnh này có mức giá 50.000 đồng. Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Phu Giáo của tỉnh Bình Dương hay là Biến Cầu của tỉnh Tây Ninh có mức giá 49 cho đến 50.000 đồng trên 1kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Giao Động 47 cho đến 48.000 đồng. Trà Vinh cũng có mức giá tương tự khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Càng Long của tỉnh Trà Vinh có mức giá 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau giao động mức giá 46 cho đến 48.000 đồng. Kiên Giang 47.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang phổ biến mức giá 47 cho đến 49.000 đồng. An Giang giao động mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Các hộ chăn nuôi báo giá cục An Phú của tỉnh An Giang đang duy trì mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Bạc Liêu theo ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 47 cho đến 49.000 đồng. Long An 48.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực bến lức của tỉnh Long An đang duy trì mức giá này. Vĩnh Long dao động trong khoảng 48 cho đến 50.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng có mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Hậu Giang giao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Cần Thơ phổ biến trong khoảng 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, từ nửa cuối năm nay giá lợn hơi luôn thực có sự biến động. Có những thời điểm giá lợn hơi chỉ dao động khoảng 30 cho đến 35.000 đồng trên 1 kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng và không còn động lực để tái đàn. Hiện nay, giá hơi đang được phục hồi và giao quanh mức giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1kg. Tuy nhiên, với mức giá này, người chăn nuôi vẫn chưa có lãi. Và dự kiến khoảng 2 tuần tới, giá hơi sẽ tiếp tục tăng ở mức ổn định, đảm bảo có lãi cho người chăn nuôi. Nguyên nhân là do người tiêu dùng có xu hướng tăng, việc lưu thông thuận lợi hơn sau khi dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chi phí sản xuất đầu vào cho ngành chăn nuôi tăng từ 32 cho đến 35%, giá thịt lợn đã tăng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.